Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức mới nhất, nóng nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, siêu bão số 4 tàn phá Trung Quốc và đánh đắm 3 tàu chiến cỡ lớn của Bắc Kinh ở đảo Hải Nam. Thưa quý vị, siêu bão số 4 của Trung Quốc đã đi vào tỉnh Phúc Kiến và tàn phá khu vực này rất kinh hoàng khi hàng trăm ngôi nhà bị đổ sụp, hàng ngàn mái nhà bị thổi bay và hàng ngàn hecta hoa màu còn đang ngập chìm trong biển nước. Nhưng không ai biết rằng, trước khi đi vào tỉnh Phúc Kiến thì siêu bão số 4 đã càn quét đảo Hải Nam của Trung Quốc, làm thiệt hại rất nhiều từ đường xá, cầu cống cho tới điện lưới trên đảo, khiến lưới điện chạy ở trên đảo bị gián đoạn 3 ngày liền. Bên cạnh đó, siêu bão đã tạo ra những cơn sóng thần khổng lồ cao gần 30 mét. Bởi vậy, nó đã đánh chìm 3 tàu hải cảnh của Trung Quốc đang neo đậu tại cảng quân sự của Bắc Kinh ở đảo Hải Nam. Được biết, 3 tàu này chính là 3 con tàu đã hộ tống tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc xâm phạm vào vùng biển đông của Việt Nam trong những tháng trước đây. Nó là 3 trong tổng số 58 con tàu hải cảnh của Trung Quốc có nhiệm vụ chính là chuyên đi ăn cướp và xâm lăng các vùng biển của Việt Nam và Philippines. Bên cạnh đó, nó còn có nhiệm vụ và trách nhiệm được ông Tập Cận Bình giao cho là đâm va các tàu công vụ và tàu cá của Việt Nam cũng như của Philippines, hoặc phun vòi rồng làm vỡ kính các con tàu công vụ của chúng ta nhằm làm chúng ta lùi bước để chúng dễ dàng cướp đi biển đảo hơn. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, so với các tàu của Việt Nam, Philippines thì các tàu hải cảnh của Bắc Kinh to lớn hơn. Nhưng khi so với những cơn sóng thần khổng lồ cao hàng chục mét thì những con tàu này của ông Tập quá nhỏ bé. Trong những tuần gần đây, khi lưu vực sông Dương Tử ngập lụt sau trận mưa xối xả với lượng mưa cao nhất trong nhiều thập kỷ, lũ lụt chưa từng thấy xảy ra trong một số con sông dẫn vào hồ Bài Hương và mực nước dâng cao cho thấy tình hình nói chung là nghiệt ngã. Kể từ đầu tháng trước, 126 con sông chủ yếu phân bổ ở lưu vực sông Dương Tử và hồ Thái Hồ vượt mức cảnh báo. Nhiều tuần mưa xối xả đã làm vỡ nhiều đê kè của các con sông hồ ở Giang Tây, dẫn tới lũ lụt quy mô chưa từng thấy trước đây của tỉnh, có thể nói còn dữ dội hơn cả mùa hè năm ngoái. Cơ quan kiểm soát lũ lụt và hạn hán cấp tỉnh cho biết 439 km trong số 445 km bờ kè ven sông và ven hồ trong tỉnh đã vượt quá giới hạn cảnh báo. Tại huyện Bài Hương, nằm cạnh hồ Bà Dương đã có ít nhất 4 đoạn đê bị vỡ. Lũ lụt kể từ đầu năm cho đến nay đã làm gián đoạn cuộc sống của hơn 1,5 triệu người dân trong tỉnh đang cần khẩn cấp hỗ trợ sinh hoạt. Lũ lụt cũng đã làm hư hại 10.700 hecta hoa màu và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 7,13 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 1,3 tỷ đô la Mỹ cho tỉnh Giang Tây. Vừa qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio đã bày tỏ tình đoàn kết với Trung Quốc trong cuộc chiến chống lũ lụt. Ông Tổng thư ký này đã chuyển lời thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc là Chan Chun, bày tỏ cảm thông sâu sắc với gia đình bị ảnh hưởng, với nhân dân và chính phủ Trung Quốc về những hậu quả tàn khốc của lũ lụt cũng như thiệt hại về người và của. Theo thông tin từ Cục Khí tượng Thủy văn Trung Quốc dự báo, mưa lũ sẽ kéo dài tới miền Bắc và miền Nam Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm trong lũ lụt. Đã có 18 triệu dân phải khốn khổ, hơn 140 người chết, chưa kể là mất tích trong mực nước sông Dương Tử tiếp tục dâng cao. Tờ Nhân dân Nhật báo đưa tin, giới chức Trung Quốc cảnh báo mưa lũ sẽ kéo tới các khu vực phía Bắc và Bắc Kinh sau khi gây thiệt hại nghiêm trọng ở miền Nam. Lũ lớn có thể xảy ra ở lưu vực sông Tùng Hoa, sông Hải Hà, Liêu Hà, Hoài Hà và khu vực trung lưu sông Hoàng Hà ở miền Bắc Trung Quốc. Trong khi đó, Tân Hoa Xã cho hay Trung Quốc đang trải qua đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất ở khu vực Hồ Bà Hương. Khu vực Hồ Bài Hương thuộc huyện Giang Tây, do mực nước tại hồ chứa nước ngọt lớn nhất Trung Quốc này vẫn ở mức báo động. Trong bối cảnh đó, những cơn mưa xối xả vẫn tiếp tục gây lũ lụt trên khu vực sông Dương Tử. Mực nước tại trạm thủy văn Lưu Sơn của hồ đã tăng lên 23,6m vào lúc 10 giờ ngày hôm qua, phá vỡ kỷ lục 21,52m vào năm 1998 và 20,9m vào năm 2020, cao hơn mức báo động là 1,9m. Tỉnh Giang Tây với dân số 46.000 người là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do khu vực nước của sông Dương Tử tiếp tục tăng. Các con sông ở khu vực Vũ Hán chìm ngập trong biển nước trong nhiều ngày và tới ngày hôm nay, mực nước đã vượt quá mức cao nhất kể từ năm 1931. Mực nước của Hán Khẩu là 27,45m, mực nước cảnh báo là 1,1m và cách mực nước an toàn là 28,73m, chỉ có 1,5m. Dòng sông ở Nghi Dương đã bị trận lụt nhấn chìm và chỉ có thể nhìn thấy phần đỉnh.
Đoạn video được cư dân mạng chia sẻ cho thấy mặt nước của sông Dương Tử ở Vũ Hán, Hán Khẩu hiện cao hơn đáng kể so với mặt đường sông Dương Tử. Và sông Dương Tử bây giờ đã trở thành một dòng sông lơ lửng ở Vũ Hán. Do đập Tam Hiệp liên tiếp nhiều ngày xả lũ đã khiến lũ lụt của toàn bộ khu vực sông Dương Tử trở nên trầm trọng hơn. Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, một mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp vượt quá giới hạn 2m, đã tới 147m vào ngày hôm nay. Đập Tam Hiệp lần đầu tiên xả lũ trong năm, Tổng cục Quản lý Phòng chống lũ lụt Dương Tử đã yêu cầu giảm lưu lượng xả lũ của hồ xuống trung bình là 35.000 mét khối trên giây. Nhưng vào lúc 10 giờ ngày hôm qua, lưu lượng nước đổ vào hồ chứa Tam Hiệp là 50.000 mét khối trên giây, tăng lên 63.000 mét khối mỗi giây vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày. Mặc dù khu vực hồ chứa Tam Hiệp đã toàn lực xả lũ nhưng mực nước vẫn tăng vọt. Kính thưa quý vị, qua Trung Quốc lại tiếp tục đón nhận một trận sóng thần ập vào bờ biển phía đông bắc Trung Quốc sau cơn địa chấn mạnh 8,9 độ Richter. Động đất xảy ra vào lúc 14:46 chiều ngày hôm qua theo giờ địa phương ở độ sâu 10 km cách Bắc Kinh 382 km về phía bắc. Cơ quan khảo sát địa chất Trung Quốc cho biết rằng động đất mạnh 8,9 độ Richter chưa bao giờ cảm giác động đất như lần này. Phạm Hồng Long, nghiên cứu sinh Việt Nam đang sống ở ngoại ô Bắc Kinh thốt lên mạng xã hội Facebook. Cả tòa nhà nghiên cứu 5 tầng của bọn mình rung lắc, kêu răng rắc. Theo AFP cho hay động đất hôm nay kéo dài theo những đợt sóng thần cao 4m vào bờ biển đông bắc Trung Quốc. Tại cảng Sensai, tỉnh Miyagi, sóng thần cao lên tới 10m. Truyền hình Nhật phát đi cảnh tượng hàng chục xe hơi, tàu thuyền, thậm chí các tòa nhà bị nước cuốn trôi. Một con tàu lớn bị hất tung lên đê chắn ở thành phố Kanshinwa ở tỉnh Miyagi. Ít nhất 10 vụ hỏa hoạn được ghi nhận ở Bắc Kinh. AFP đưa tin, nhiều tòa nhà rung chuyển trong vài phút. Hệ thống tàu điện ngầm ngừng hoạt động, còi xe hú vang khắp nơi, còn dân chúng sơ tán khỏi các tòa nhà. Chưa bao giờ thấy trận động đất lớn như vậy. Trên tầng 9 rung lắc dữ dội, đồ đạc khắp nơi, máy tính đổ sập. Một nhà nghiên cứu sinh người Việt ở Trung Quốc kể tất cả những người chui hết xuống gầm bàn. Mặt mũi tái mét, mấy người Trung Quốc bảo chưa bao giờ thấy trận lớn như thế này. Trước đó, Trung Quốc đưa ra cảnh báo sóng thần ở mức cao nhất, cho rằng sóng thần có thể cao tới 6m. Cơ quan cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cũng phát đi cảnh báo đối với một loạt các lãnh thổ như Đài Loan, Nga, quần đảo Mariana, Guam, Philippines, quần đảo Marshall, Indonesia, New Guinea và Hawaii. Lần cuối cùng một trận động đất dữ dội xảy ra ở Trung Quốc là vào năm 1976, khi cơn địa chấn vĩ đại cướp đi sinh mạng của 700.000 người vào năm 2008. Một trận động đất chấn động thế giới đã xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Điều đặc biệt là khi trận động đất này diễn ra, đã có hàng loạt dị tượng xuất hiện ở khắp Trung Quốc. Vào lúc 2:28 chiều ngày 12 tháng 5 năm 2008, một trận động đất khủng khiếp đã xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tính đến 12 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2008, trận động đất đã khiến tổng cộng 69.227 người chết, 374.643 người bị thương và 17.923 người mất tích. Theo dữ liệu từ Cục Địa chấn Trung Quốc, cường độ sóng bề mặt của trận động đất này đạt mức 8,2 độ Richter, moment trận động đất tới 8,3 độ Richter và diện tích thiệt hại vượt quá 100.000 km2. Trận động đất ảnh hưởng hơn một nửa Trung Quốc cùng nhiều quốc gia và khu vực châu Á. Phía bắc của động đất, Tứ Xuyên ảnh hưởng đến Liêu Ninh, phía đông ảnh hưởng đến Thượng Hải, phía nam đến Hồng Kông, Quảng Đông, Macau, Thái Lan, Việt Nam và phía tây ảnh hưởng đến Pakistan. Trên thực tế, trước mỗi thảm họa tự nhiên đều sẽ xuất hiện một số dị tượng và trận động đất ở Tứ Xuyên cũng không ngoại lệ. Dưới đây là 6 dị tượng xuất hiện trước khi xảy ra động đất ở Tứ Xuyên. Tuyết rơi tháng 5 vào tối ngày 9 và ngày 10 tháng 5 2008. Sáng và chiều ngày 11 tháng 5 năm 2008, có 4 đợt tuyết rơi liên tiếp ở khu vực núi Ngũ Đài. Đỉnh núi được phủ bởi lớp tuyết trắng tinh. Người dân đã rất thất kinh ngạc khi thấy cảnh tượng tuyết rơi trên núi Ngũ Đài vào thời điểm này. Quang mặt trời vào lúc 10 giờ sáng ngày 10 tháng 5, cảnh tượng quang sáng mặt trời xuất hiện trên khu vực bãi biển sông Hoàng Hà ở Mạnh Châu, Hà Nam, kéo dài đến 11:30 mới tản đi. Quang mặt trời còn gọi là cầu vòng tròn là một hiện tượng quang học trong khí quyển được hình thành do khúc xạ hoặc phản xạ của các tinh thể băng khi ánh sáng mặt trời xuyên qua các đám mây. Sau khi ánh sáng chiếu vào các tinh thể băng trong các đám mây mi tầng, nó trải qua hai lần khúc xạ và bị phân tán thành các màu sắc ánh sáng khác nhau theo các hướng khác nhau, nước ao cạn chỉ trong nháy mắt. Vào ngày 26 tháng 4,
khoảng 80.000 mét khối nước đột nhiên biến mất ở quan âm đường của thôn Bá, xã Bạch Quả, thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Dân làng cho biết, thông thường mực nước ao ngang với mặt đất, nước trong xanh và không cạn quanh năm. Nhưng vào lúc 7 giờ sáng hôm đó, một cơn lốc bất ngờ xuất hiện trên mặt nước phẳng lặng, kèm theo tiếng nổ gian. Sau đó, không tới 5 tiếng đồng hồ, ao nước trong vắt biến mất chỉ còn lại bùn, cóc băng qua đường phố. Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 5 năm 2008, một cuộc di cư của cóc trên quy mô lớn đã xảy ra ở làng Đàn Mộc, thị trấn Tây Nam, thành phố Miên Trúc, cách Tứ Xuyên không xa. Hàng trăm ngàn con cóc lũ lượt nhảy trên mặt đường ở gần một nhà máy dược phẩm. Nhiều con đã bị xe cộ đi qua nghiền nát, một số thì bị người đi bộ trên đường giẫm chết. Đại bàng kết thành đàn. Khoảng 2 giờ chiều ngày xảy ra trận động đất, một số dân làng đã hò hét gọi nhau ra xem đại bàng. Rất nhiều dân làng đã vội vã chạy tới. Lúc này trên không trung xuất hiện dày đặc đại bàng. Khi mọi người đang nhao nhao bình luận về đại bàng thì núi đột nhiên gầm gừ vang dội và họ bắt đầu đứng không vững, giống như đang dẫm lên những ngôi nhà lần lượt sụp đổ, lợn không vào chuồng. Vào ngày động đất ở Tứ Xuyên, có một người nông dân đuổi lợn vào chuồng thì có đuổi thế nào chúng cũng không vào. Bình thường chúng rất nghe lời, những con lợn đều chạy ngược lại, buộc người nông dân này phải đuổi theo sau chúng. Đúng lúc này động đất xảy ra, do đó người nông dân đã thoát khỏi thảm họa. Các chuyên gia địa chấn cho biết, khi một trận động đất sắp xảy ra thì từ trường ứng suất trong khu vực sẽ biến hóa. Động vật rất nhạy cảm với những thay đổi này, vì vậy chúng sẽ thể hiện một số hành động bất thường, và chính những hành động bất thường này cuối cùng đã cứu được rất nhiều người. Thông tin vừa rồi cũng khép lại video của chúng tôi ngày hôm nay. Mến chúc quý vị sức khỏe bình an, xin đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất của chúng tôi trên bản tin 24 giờ. Và hãy để lại những ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.